Thưa quý vị, thời gian qua, bên cạnh việc tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, Thanh niên Đà Nẵng cũng chú trọng việc huy động các nguồn lực để đóng góp vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Cuối tháng 11 vừa qua, Thành đoàn Đà Nẵng đã nghiệm thu và đưa vào hoạt động 7 khu vui chơi cộng đồng cho thanh thiếu nhi tại 7 quận huyện đoàn với tổng kinh phí 1 tỷ 400 triệu đồng. Công trình gồm các dụng cụ vui chơi cho trẻ em và các dụng cụ thể dục ngoài trời, qua đó tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn tăng cường rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Đây chỉ là một trong những phần việc ý nghĩa của đoàn các cấp trong thực hiện các hoạt động vì an sinh xã hội tại địa phương. Thời gian qua, bên cạnh huy động các nguồn lực cùng chung tay chăm lo cho thanh thiếu nhi, người nghèo, người yếu thế cũng là nhóm đối tượng được các cấp cơ sở đoàn thường xuyên quan tâm trong mùa dịch thông qua các chương trình hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, trao phương tiện sinh kế. Hoàn cảnh cũng khó khăn, bây giờ chia sẻ cho hoàn cảnh ít để mà xoay sở buôn bán. Vấn đề mà cho sinh kế nữa thì gia đình cũng rất là mừng để có được cái mặt hòn đi bón và từ đó lái đó mà nhân ra để mà trang trải cuộc sống hàng ngày. Vì trong cái đợt dịch bệnh cũng khó khăn, cũng không đi lộn chứ được. Những chương trình như triệu túi an sinh, siêu thị không đồng cũng được thành đoàn huy động các nguồn lực tổ chức nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ai cũng khó khăn, thành ra về chữ là nhận được cái gì thì tốt cái đó thôi, đồng bào là tương thân tương ái. Bên cạnh đó, thành đoàn Đà Nẵng cũng rất chú trọng đến việc hỗ trợ cho thanh niên nông thôn, thanh niên miền núi vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo đó, tổ chức đoàn các cấp đã đứng ra tiến giúp cho đoàn viên thanh niên được vay vốn, duy trì và phát triển mô hình dạy nghề tại chỗ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để hỗ trợ thanh niên nông thôn miền núi phát triển kinh tế hộ gia đình. Cái khó khăn của ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thì cái khó khăn nó sẽ càng trầm trọng hơn. Thì để làm sao đó phát triển hơn nữa những cái dự án của các bạn thanh niên làm chủ, thì thành đoàn cũng mong muốn rằng là sau khi đi khảo sát để nắm được các cái thông tin về những cái sự khó khăn, cần kiến nghị, cần hỗ trợ những vấn đề gì về chính sách, thì từ đó thành đoàn cũng sẽ kết nối với lại các sở ban ngành liên quan để từ đó giúp đỡ, hỗ trợ cho các bạn thanh niên. Trong bối cảnh dịch bệnh đã và đang tác động nặng nề đến các đối tượng yếu thế trong xã hội, sự hỗ trợ, đồng hành của Thanh niên Đà Nẵng trong các hoạt động vì an sinh xã hội đã góp phần cùng các cấp ngành đoàn thể tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.